Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không hơn chút. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Từ thuở còn nằm nôi trong tiếng ru của bà của mẹ, hay khi làm quen với những câu ca quen thuộc trong trang sách đầu đời, hình ảnh Bác Hồ đã đi vào tâm thức của bao thế hệ người dân Việt Nam đẹp đẽ thanh cao như thế. Hai tiếng Bác Hồ trở nên thân thương, yêu kính và gần gũi vô cùng. Người là lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người là cha, là bác, là anh, trái tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. Trong tâm lòng Việt chuyến hành trình đằng đẵng suốt 30 năm của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành tại bến cảng Nhà Rồng vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 đã trở thành cuộc hành trình vĩ đại nhất của những người Việt Nam yêu nước trong thế kỷ 20. Con tàu Amiral Latouchevin của Pháp rời Sài Gòn của nước Việt Nam đưa một thanh niên có tên là Văn Ba vượt đại dương đến với những chân trời xa lạ, quyết tìm con đường cứu nước, cứu dân. Trên con đường đầy chông gai ấy, Nguyễn Ái Quốc được hòa mình trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động khắp các châu lục. Ngay trên chính quốc Pháp, nơi thủ đô Paris hoa lệ, người đã vượt qua mùa đông băng giá chỉ với viên gạch hồng nung đỏ bọc vào giấy báo và mảnh chăn cũ mỏng. Năm 1919, người cùng Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường gửi yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Versailles, viết bản án chế độ thực dân Pháp năm 1920. Năm 1918, người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành quốc tế thứ ba, tức quốc tế cộng sản. Năm 1920, trở thành một trong những sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là người Việt Nam đầu tiên theo chủ nghĩa cộng sản. Bao năm ở trời Tây, vừa vất vả lao động kiếm sống, vừa đau đáu tìm kiếm con đường cứu nước cứu dân, Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc càng nhận thức rõ chủ nghĩa tư bản, bè lũ đế quốc thực dân là những kẻ đã gây ra mọi áp bức bóc lột đau khổ cho nhân dân lao động ở các nước thuộc địa và ngay cả chính quốc. Từ chủ nghĩa yêu nước, người đến với chủ nghĩa Mác Lênin, người đón nhận luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Người khẳng định muốn giải phóng dân tộc phải tự mình làm lấy. Từ lòng nồng nàn yêu nước của mình và cả thực tiễn kinh nghiệm mà người đã hoạt động cách mạng khi rời đất nước đi tìm đường cứu nước. Có thể có nhiều lý thuyết, nhiều con đường để đấu tranh, nhưng người chỉ thấy chủ nghĩa Mác Lênin là lý luận, là lý thuyết, là chủ nghĩa, là con đường đúng đắn duy nhất mà thôi. Bởi vì chủ nghĩa Mác Lênin có phương pháp, có lý luận, tập hợp được giai cấp công nhân, nhân dân lao động, làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại.
Người đã tìm thấy con đường cứu nước cứu dân là con đường cách mạng vô sản. Điều mà cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc cùng các chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và cả dân tộc mong mỏi nhưng chưa thể làm được. Để rồi từ con đường ấy, người có chuyến trở về nước lịch sử ngày 28 tháng 1 năm 1941 sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Để có ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 với danh xưng một nước Việt Nam độc lập tự do gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ở quảng trường Ba Đình lịch sử đã tuyên bố với cả thế giới một nước Việt Nam mới, độc lập, tự do, dân chủ. Lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ tại quảng trường Ba Đình mở ra một trang sử hoàn toàn mới của lịch sử Việt Nam. Công lao đầu tiên trước hết thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người khai sinh, sáng lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Con người vĩ đại ấy, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, được sinh ra ở một làng quê nghèo hạ lưu sông Lam, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi hội tụ phát tích nhiều nền văn hóa cổ, một vùng văn hóa dân tộc học đặc sắc. Vùng quê ấy trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước thường xuyên đương đầu với muôn vàn thử thách, tàn phá do giặc giã thiên tai. Trong khổ đau vẫn gan góc, trong mất mát vẫn kiên cường, trong đói nghèo vẫn đói sạch rách thơm, là đất phên dậu, đất cối kê, thành đồng ao nóng của nước nhà. Bác Hồ sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, nguồn gốc nông dân. Ông Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ bác, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được cụ giáo Hoàng Đường đưa về nuôi dưỡng cho ăn học, rồi vượt qua lễ giáo môn đăng hộ đối, gả người con gái yêu đầu lòng là bà Hoàng Thị Loan. Một người phụ nữ suốt đời tảo tần vì chồng, vì con, lời ru của bà đã thấm sâu vào tâm thức cậu bé Nguyễn Sinh Cung từ thuở nằm đôi. Con ơi nhớ lấy câu này, chăm lo đèn sách cho tày áo cơm, làm người đói sạch rách thơm, công danh phủi nhẹ nước non phải đền. Lớn lên chút nữa, những cuộc đàm đạo văn chương thế sự của thân phụ bác với các vị túc nho như Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý, Đặng Thái Thân đã nhen lên trong tâm khảm bác và người chị, người anh lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc. Trên con đường cứu nước của mình,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển truyền thống văn hóa yêu nước và cách mạng của dân tộc, của quê hương gia đình lên tầm cao mới. Chủ nghĩa yêu nước gắn với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Sức mạnh dân tộc phải gắn liền với sức mạnh thời đại, đặc biệt coi trọng vai trò là gốc, là chủ của nhân dân, là sức mạnh to lớn, đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi mà nói về Hồ Chí Minh ấy, thì không phải là những người trong cái phe theo chủ nghĩa, những người theo chủ nghĩa cộng sản, mà cả những cái nhà nghiên cứu, kể cả các cái chính khách ở phương Tây, phương Đông, thì đều rất là cảm phục người. Bởi vì Hồ Chí Minh là cái người mà hội tụ được cả những cái yếu tố văn hóa của phương Tây và phương Đông, dung hợp ở trong người và trở nên một cái gì đó nó rất là có cái sức cảm hóa mạnh mẽ đối với tất cả mọi người. Cứ gặp Hồ Chí Minh là nói như Tô Hữu nói rằng là ta bên người, người tỏa sáng trong ta. Dù Bác Hồ của chúng ta buôn ba khắp bốn biển năm châu, xa quê khi còn rất trẻ, nhưng người nhớ nằm lòng nhiều làn điệu hát ví, hát dặm, hát phường vải của quê nhà. Người sử dụng rộng rãi, linh hoạt, tài tình các thể loại văn học truyền thống, các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian. Người ưa lầy kiều và đã vận dụng nghệ thuật dân gian này đến độ sáng tạo tinh tế. Người làm thơ, viết văn, viết báo, chụp ảnh, ký họa, có khi là để mưu sinh, nhưng cao hơn là để phong phú hóa, thanh bạch hóa cuộc sống thường nhật gian khổ, khó khăn của mình, để phục vụ cách mạng. Văn chương, thơ ca của người giản dị, chân chất, nhân văn, như tính mộc mạc đằm thắm của người xứ Nghệ, lại có cái sâu sắc thâm thúy uyên bác của các nhà hiền triết cổ điển và hiện đại, bình dân và bác học. Xa nhà chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Câu thơ người thốt lên trong một đêm ở Thái Lan xa xôi, khi nghe tiếng ru con của một người mẹ, đã bộc lộ sâu sắc nội tâm của một trái tim nhân hậu luôn đau đớn với quê hương, gia đình, và nhất là với người mẹ hiền tần tảo đã sinh thành nuôi dạy để người có được ngày hôm nay, nhưng lại sớm lìa xa dương thế. Người vẫn giữ cho mình giọng nghệ nặng nặng trầm ấm. Sau hàng chục năm xa quê, ngày trở lại, người xúc động nói: quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Dù đã 50 năm xa quê mới được trở về, nhưng người không quên lối nhỏ vào nhà có hàng sâm bột, cây bưởi, luống rau. Bùi ngùi xúc động với chiếc võng tuổi thơ, chiếc rương gỗ nhỏ của hồi môn ít ỏi của mẹ, rồi chiếc khung cười mẹ đã nuôi dưỡng sự sống và cả ước mơ khát vọng lớn của cậu bé Nguyễn Sinh Cung năm nào. Trong bữa ăn của người, bữa ăn của một vị chủ tịch nước, nhưng chưa bao giờ thiếu món tương cà nhút vừng của quê hương. Ta còn nhớ cái hình ảnh, cái phim tư liệu rất quý, là trong một cái chuyến đi công tác ấy, mà khi giặt quần áo rồi ấy, thì người là vắt lên cái cành cây và vác đi theo. Nhìn một cái ông đồ nghề rất là điển hình, hay là trong cái bữa ăn với những cái cán bộ bên cạnh mình ấy, người dùng đũa, dùng người gắp cá, gắp rau vào từng bát cho những cái người bên cạnh mình. Cái việc làm đó phải nói là một cái việc làm thẩm sâu cái văn hóa của Việt Nam, văn hóa xứ Nghệ, là cái sự chia sẻ, cái sự đồng hòa đồng với nhau, không có cái cấp trên cấp dưới, không có cái người lãnh tụ và cái người giúp việc, mà
như là những người anh em trong một gia đình, như là bạn cháu, như là cha con. Năm 1923, nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết về Nguyễn Ái Quốc. Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu Châu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Dân An Nam là một dân tộc giản dị và lịch thiệp. Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới. Từ làng Sen Nam Đàn, Nghệ An, Hồ Chí Minh đã vươn ra biển lớn để từ một người yêu nước chân chính thành một người cộng sản chân chính, một nhà văn hóa lớn của phương Đông và phương Tây. Từ thế giới, người lại trở về với nhân dân mình, dân tộc mình, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, tạo những tiền đề quan trọng cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho đại thắng mùa xuân năm 1975 hội tụ ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, con đường Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh. Để rồi năm 1990, người được UNESCO vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới. Bác Hồ của chúng ta, người là đóa sen đẹp nhất, thanh cao nhất của dân tộc Việt Nam, là đóa sen cao đẹp tỏa ngát hương thơm cùng nhân loại hôm nay và mai sau.